nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về lời Chúa của Chúa Nhật, Chúa Giêsu chịu phép rửa. Xin mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Ông Gioan rao giảng rằng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi chỉ làm phép rửa cho anh em trong nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền galilee đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới dòng sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng, Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Anh chị em rất thân mến. Cuộc đời ẩn dật của Chúa Giêsu sau 30 năm chấm dứt. Từ biến cố, Chúa Giêsu -xu bước xuống dòng sông Giô-đan và xin Gioan ban phép rửa cho mình và anh chị em thật là lạ lùng việc Chúa Giêsu chính thức công khai sứ vụ loan báo của mình bằng hành vi nhập vào dòng người tội lỗi đang chờ đợi bên bờ sông Gioan để được Gioan làm phép rửa lạ lùng quá phải không anh chị em tuy phép rửa của Gioan không có năng lực tha tội nhưng đó là dấu chỉ Diễn tả lòng ăn năn thống hối Của những người cảm thấy mình phạm tội Xúc phạm đến Thiên Chúa Đến các giới luật của Ngài Khi những người bước xuống dòng sông Gio Đan Để lãnh nhận phép rửa Thưa anh chị em Đó cũng là lúc họ công khai nhận mình là kẻ có tội Và họ cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa tha thứ lỗi lầm cho họ. Vậy thưa anh chị em, tại sao tại sao Chúa Giêsu lại bước xuống dòng sông Giô-đan? Và vì vậy một câu hỏi được đặt ra là Với mục đích gì Chúa Giêsu lại bước xuống dòng sông Giô-đan để xin Gioan làm phép rửa cho mình? Khi người là con Thiên Chúa, là đấng thánh của Thiên Chúa, nơi người không có vết nhơ của tội Điều mà tác giả thơ do Thái đã minh định, người đã thực sự trở nên một giữa chúng ta, giống như chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Vâng thưa anh chị em, tại sao Chúa Giêsu lại hành động như vậy? Phải chăng người đã cảm thấy ý thức rõ về sứ vụ của mình là con Thiên Chúa Đức Benedicto thứ 16 trong tác phẩm Giêsu Nazareth đã đưa ra câu trả lời. Đức Giêsu đã đón nhận gánh nặng tội lỗi của cá nhân, của cả nhân loại trên vai mình và mang tất cả xuống dòng sông Jordan. Người bắt đầu đời sống công khai bằng việc nhận vị trí của các tội nhân người khai mở hoạt động của mình với việc tiền dự vào thập giá và đức thánh cha viết tiếp phép rửa là tiền dự vào cái chết cho tội lỗi của nhân loại và là tiếng nói vang lên nơi phép rửa đây là con ta rất yêu dấu đó là tiền dự vào cuộc phục sinh anh chị em trong lịch sử cứu chuộc Nước được nói đến như biểu tượng của sự chết và sự sống Nước trong đài Hồng Thủy đã nhận chìm mọi sinh vật trên mặt đất Và tất cả con người ngoại trừ gia đình ông Noe Nước cũng đã kéo toàn bộ chiến xa, chiến mã và kỳ binh cùng quân lực của vua Pharaoh xuống nằm dưới lòng biển. Nhưng anh chị em thân mến, trước tiên nước còn là một biểu trưng cho sự sống nước dòng sông nin dòng sông oifrat dòng sông tigris đã mang lại cho sự sống một cách sung mãn và đặc biệt dòng sông jordan mà hôm nay tin mừng nhắc đến có thể nói là nguồn sống không chỉ cho dân do thái mà còn cho các vùng đất khô cằn trong khu vực như liban syria Giordano và Palestine. Nhưng điều quan trọng trên hết, nói như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, nước là dấu trị cho sự tái sinh. Nhằm thanh tẩy, giải thoát con người khỏi lớp bùn quá khứ, đè nặng và biến dạng cuộc sống. Đồng thời nói lên một khởi đầu mới mẻ, có nghĩa là một cái chết và một sự phục sinh. Nhờ đó con người bắt đầu từ số không để bước vào một đời sống mới. Người ta có thể nói đó là việc tái sinh. Anh chị em, qua việc tái sinh này một dân mới xuất hiện, dân của ơn cứu độ, dân không còn bị làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Đức Giêsu Kitô được sai đến để thiết lập dân mới này. Và để thiết lập dân này, Chúa Giêsu chấp nhận bước xuống nước dưới dòng sông Gio Đan cũng có nghĩa là Chúa chấp nhận đồng hành với thân phận làm người của con người. Và nói như tác giả thơ Do Thái, Chúa mặc vào trong mình những thử thách và nguy hiểm của nhân loại để rồi trên con đường sứ vụ chúa thể hiện tình liên đới với chúng ta thơ do thái viết bởi thế người đã trở nên giống anh em mình về mọi phương diện người trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng thiên chúa hầu đền tội cho dân vì bản thân người đã chịu thử thách và đau khổ nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Và như thế anh chị em thân mến Chúa Giêsu đã khởi đầu nhiệm vụ mà cha đã trao khi nhập thể làm người Bằng hành vi bước xuống dòng sông Gio Đan Để chịu phép rửa Để minh định rằng sứ vụ của người khi đến trần gian Là giải thoát con người khỏi tội qua cái chết của người Trên thập giá và dẫn đưa con người vào sự sống vĩnh cửu bằng chính sự phục sinh của người. Chúng ta, những người kỳ tô hữu, hãy cất tiếng tạ ơn. Vì nhờ lòng thương xót của Chúa, vâng, chính nhờ lòng thương xót của Chúa, mà Đức Giêsu đã khiêm hạ xin Doan làm phép rửa cho mình, để qua đó, người tỏ bày mình trở nên giống như chúng ta, Đồng hành với chúng ta trong thân phận làm người Mặc vào mình những đau khổ do tội gây ra Vì sự bất trung của con người Để mang lại cho con người phẩm giá làm con Thiên Chúa Qua bí tích rửa tội Trong tâm tình tạ ơn Chúng ta nỗ lực sống xứng đáng với hồng ân được trao ban Qua việc trung thành với đức tin mà chúng ta đã tuyên xưng và can đảm sống điều chúng ta tuyên xưng. Vì được gọi là con của Thiên Chúa, chúng ta phải luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa qua việc cương quyết loại trừ khỏi tâm trí chúng ta những hành vi ám muội, sự hận thù, ghét ghét. Và như Đức Kitô, chúng ta hãy khiêm nhường nhận ra những lỗi lầm của mình để sẵn sàng cất bước trở về sẵn sàng gột rửa con người của chúng ta qua bí tích hòa giải để chúng ta thực sự trở nên là người con chí ái. Vâng, người con chí ái của Thiên Chúa là một người con luôn luôn thể hiện sự khiêm cung và vâng phục. Xin cho chúng ta những người kỳ tô hữu, chúng ta luôn luôn kiên trung sống xứng đáng với ân ban mà chúng ta đã lãnh nhận qua bí tích rửa tội lệ chúa chúng con cảm tạ chúa đã dẫn đưa chúng con bước vào con đường sáng xin cho chúng con luôn là dấu chỉ của sự thánh thiện giữa thế gian đầy tối tăm này qua đời sống yêu thương Xin cho chúng con hăng say loan báo tin mừng để sự sống của Chúa được trao ban đến cho nhiều người. Amén.